闹守望齐更苦，要跑大连真的泪会洒昏土，害怕祖大闹要跑大不大了，跑祖大闹要跑大不大该欠人罪，人不打的脸闹，跳跑打伤花了，血气在冷藏。三八的内关落人的腿，白人当时的父母会，来的水能接那命哎，军官太子来闹人。Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Con đường âm nhạc của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với tác phẩm Hò kéo pháo nổi tiếng, chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra cho quý vị và các bạn con đường nghệ thuật của một nhạc sĩ tài hoa. Con đường ấy đã trải dài gần 60 năm. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị nhạc sĩ Hoàng Vân. Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Vân. Và những tràng pháo tay cổ vũ của quý vị cũng đã thay cho chương trình nói lên lời cảm ơn dành cho nhạc sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Con đường âm nhạc, một chương trình nghệ thuật tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi, đã giành được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng yêu nhạc. Chương trình này cũng đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Sau một khoảng thời gian tạm gián đoạn, ngày hôm nay, Con đường âm nhạc chính thức hội ngộ trở lại cùng quý vị. Bởi vì lẽ vẫn còn rất nhiều những nhạc sĩ tên tuổi đáng được vinh danh bởi những đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Thưa quý vị, cùng với sự trở lại này, chúng ta cùng chúc mừng cho chương trình Con đường âm nhạc của các nhạc sĩ sẽ mở rộng hơn, trải dài hơn nữa để đem đến cho quý vị khán giả những tác phẩm sống mãi cùng thời gian. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, nhạc sĩ Hoàng Vân. Có thể nói rằng sự nghiệp sáng tác của ông
bắt đầu từ chiến dịch Điện Biên Phủ, trong tư cách là một chiến sĩ trực tiếp chiến đấu. Sau những điệu hò dân công, hò trong dân ca các vùng miền, ông đã đưa ra một điệu hò mới của một thời đại mới, làm nức lòng toàn quân. Hò kéo pháo là một tác phẩm vừa mang tính dân tộc khi khai thác một điệu hò, vừa mang tính hiện đại, lớn lao của âm nhạc Bác học thế giới. Điệu hò này đã cùng với Hành quân xa trên đồi Him Lam và Chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận tạo nên một bộ tứ bình bằng âm thanh về chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Nhạc sĩ Hoàng Vân của chúng ta đã từng được cử đi tu nghiệp tại Học viện Bắc Kinh và năm 1960, ông trở về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, vừa chỉ huy, phối khí và sáng tác. Kể từ đây có thể nói rằng đã chính thức mở ra một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc Hoàng Vân. Thưa quý vị, thời kỳ đất nước chúng ta chìm trong khói lửa chiến tranh, thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cử một đoàn nhạc sĩ gồm Phạm Tuyên, Hồ Bắc, Mộng Lân, Trần Thụ và Hoàng Vân đi thực tế tại khu 4. Tại đây, nhạc sĩ Hoàng Vân đã viết Quảng Bình quê ta ơi, cũng dựa trên chất liệu của một điệu hò Quảng Bình. Bài hát này đã nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước, không chỉ của người dân Quảng Bình, bởi nét tươi tắn, đằm thắm, giàu chất dân ca. Ngọt mùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa non, có nhớ những ngày cơ cực tôi tâm ngày xưa. Quảng Bình quan quan họ quan bao mến thương, quan quan họ quan đã 10 năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Quan quan họ quan bám biển đêm nay, thân thân bao lụt đêm nay. Quan quan
lên rồi cả cuộc đời mới. Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời của quê hương ta, giữ lấy những gì ta yêu quý. Quảng Bình quê ta ơi, muôn người như một người mẹ trí thiêng, tâm lòng sẵn tròn trong một nhà. Có ai về rào Nam xin vô ghé thăm vùng cử nông, làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu. Có ai về cánh dương quê tôi đứng nơi đầu sóng thông đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây. Dòng sông quan quan họ quan đời hàng dương xanh, quan quan họ quan đời đời hát ca tin anh những người anh hùng. Quan quan họ quan còn nhớ cha, quan quan họ quan những ngày kháng chiến, quan quan họ quan đêm đêm ngóng chờ từng tin thắng trận bên tuần cung. Ôi như sao các lẽ các chi dành cao muối xanh tươi. Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời của quê hương ta, giữ lấy những gì ta yêu quý. Quảng Bình quê ta ơi, muôn người như một người mẹ trí thiêng, tâm lòng sẵn sàng không bao giờ vơi, đời chúng em.
đã kêu gọi toàn dân chắp tay súng vung tay cày gửi về Tây Nguyên. Tổ quốc ơi,
tác phẩm của ông đã đi vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống, từ chiến đấu cho đến lúc xây dựng, và trong các lĩnh vực khác như tình yêu con người, tình yêu đất nước quê hương. Khi ông đi vào thực tế ở Quảng Bình thì ông có bài hát Quảng Bình quê ta ơi. Khi ông ra vùng mỏ thì có bài hát Tôi là người thợ mỏ. Khi ông lên Việt Bắc thì ông có bài Nổi chung lên rừng núi ơi. Và khi cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 thì ông có bài Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng. Những bài hát có thể nói là sẽ sống mãi đối với đất nước chúng ta. Ngôn ngữ âm nhạc rất là hay, sự pha trộn giữa các cái điều thức âm nhạc vũ cung nó đưa ra những tìm tòi rất lớn. Trong đó nó khơi dậy cái lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu cái truyền thống của mình đã có từ bao nhiêu đời nay. Nghe tác phẩm của ông, người ta thấy một cái phần hồn của người Việt rất rõ nét và kết hợp được với cái tiết tấu của thời đại. Tôi luôn có một cái sự ngưỡng mộ của một người nghệ sĩ. Anh là một nghệ sĩ vì anh là một nhà chỉ huy rất tài năng, và anh là một nhạc sĩ rất có tài và rất có tâm trong cái sự nghiệp của mình. Ông còn là một người thầy, một người anh, một người bạn mở lối cho chúng tôi đi. Và ông rất là xứng đáng là một cái cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác ở nhiều thể loại, ở nhiều mảng đề tài và luôn gặt hái được thành công. Trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, ông đã có những bài hát hòa mình vào dòng chảy ca khúc cách mạng Việt Nam
được mọi người vô cùng yêu thích. Đó là những bài hát mà quý vị và các bạn có thể vừa nghe trong chương trình ngày hôm nay. Bài hát Hai chị em, Nổi trống lên rừng núi ơi hay ca khúc Người chiến sĩ ấy. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hoàng Vân là một người được đào tạo bài bản về âm nhạc Bác học thế giới, thông thạo 7 loại nhạc cụ giao hưởng và đặc biệt là piano. Đó là những yếu tố đã giúp cho nhạc sĩ Hoàng Vân có được vị trí 12 năm chỉ huy của dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hoàng Vân cũng đã sáng tác rất nhiều những tác phẩm âm nhạc thính phòng và giành được nhiều giải thưởng quan trọng của hội nhạc sĩ. Chúng ta có thể kể đến các tác phẩm như Fagot và Piano, Tổ khúc cho Oboa và Piano, Rhapsody cho Violon, Hành khúc Con voi, Độc tấu Flute Vui được mùa, Hoa thơm bướm lượn, Âm nhạc cho vũ kịch Trị sứ, Concerto cho Piano và dàn nhạc, Thơ giao hưởng số 1 Thành đồng Tổ quốc. Ngoài ra còn có tác phẩm Concerto Tuổi trẻ và Tình yêu, Đại hợp sướng Điện Biên Phủ. Khi sang Trung Quốc học thì trong thời gian học ấy và thời gian về nước ấy, thì anh viết rất nhiều tác phẩm, nghĩa là nhạc không lời. Nói chung là cái khả năng khí nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân rất phong phú. Ông có một cái lối sử dụng âm nhạc dân gian đưa vào làm chủ đề nhạc trong những bản giao hưởng của mình, những tác phẩm khí nhạc của mình một cách hết sức là tinh tế và khéo léo. Nghe tác phẩm khí nhạc của Hoàng Vân chúng ta thấy dễ hiểu. Nhạc sĩ Hoàng Vân là một trong những người có thể nói là đặt nền móng cho cái sáng tác khí nhạc, cho sáng tác giao hưởng của Việt Nam. Thank you.
Chào bác, xin gặp cô Xuân Ca. Chào cô, xin gặp anh Trích Về. Chào anh, xin gặp chị Sa Nông. Chào chị. Có con chim bánh khuyên nhỏ, sang trông thật ngoan ngoãn quá, gọi ra bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. Tu hú kêu, mùa quả chín và mùa thi, tình bạn trong sáng dưới mái trường. Trời ca trong xanh xương sắc long lanh, mái nước xanh xanh cánh lá rung rinh. Bầy chim non hát ca vang, đem bướm lên vươn tung tăng lên, theo bước chân em tới trường. Con rất thích những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân, khi ca ngợi tổ quốc, mùa hoa phượng nở, em yêu trường em. Bởi vì những bài hát đó là rất là vui tươi, ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi của bọn con ạ. Ông là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng và hay sáng tác những nhiều bài hát về thiếu nhi hay. Ông có hai bài hát mà con thấy rất hay là bài Đường lên đỉnh Olympia và bài Bảy sắc cầu vồng. Và ở trường con thì các bạn vẫn thường, có bạn thì gọi ông là ông Olympia, thậm chí còn có bạn gọi là ông Bảy sắc cầu vồng. Con thì cũng rất thích những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân, tại vì những lời hát đó thì khi con hát thì con lại nhớ đến những lần cấp sách tới trường. Có rất nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh làm cho chúng con nhớ đến ngày tựu trường. Nhạc sĩ Hoàng Vân mới nhắn nhủ thầy hình như bạn con là phải chăm ngoan, học giỏi, lễ phép và nghe lời ông bà, thầy cô và phải gọn gàng thì mới đẹp xinh ạ. Em yêu trường em với bao bản thân và cô giáo mình. Như yêu quê hương, cao xanh tới trường cho muôn bạn yêu thương. Thank you.
Nhạc sĩ Hoàng Vân, một người nhạc sĩ rất đỗi tài ba nhưng mà cũng rất là vô cùng gần gũi và giản dị. Tác phẩm của ông hầu hết là những tác phẩm để đời và đã có được những ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống âm nhạc nước nhà. Xin chào nhạc sĩ Thụy Kha. Thưa nhạc sĩ, phần đầu chương trình chúng ta đã nghe rất nhiều nghệ sĩ nói về âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Chắc chắn là bản thân anh cũng sẽ có những tiếng nói riêng của mình đúng không ạ? Qua nhiều năm tháng ngẫm nghĩ và nghiên cứu về âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân thì tôi thấy rằng là có lẽ là như thế này, chúng ta nói là nhạc sĩ Hoàng Vân viết được rất nhiều thể loại rồi đợt, về cái tầm cỡ âm nhạc của ông như một cây đại thụ rất lớn. Nhưng mà tôi cho rằng là cái gốc để mà ông có thể tạo ra một cái tài năng lớn như thế được thì tôi thấy là có lẽ là đây là một cái rất là hết sức là vô thức ở trong cái sự chuyển đổi trong cái thế giới quan của ông. Trong âm nhạc gọi là âm nhạc tiền chiến ấy, âm nhạc thời kỳ đầu ấy, thì rất ít khi các nhạc sĩ sử dụng cái khoảng gọi là khoảng 8 đúng. Và có lẽ có lần duy nhất mà tôi cho là ấn tượng đấy là một cái khoảng 8 đúng trong cái bài Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao, tức là này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. Thế thì đến nhạc sĩ Hoàng Vân thì cái khoảng 8 đó đã được hóa giải từ một cái gì rất mơ mộng cõi tiên để trở về với hiện thực chất ngất của dân tộc ta, một cái dân tộc mà từ nô lệ chuyển sang tư thế và tầm vóc của những người tự do. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ Hoàng Vân đúng là bậc thầy của nền âm nhạc Việt Nam chúng ta. Tôi có một cảm giác thế này là nếu như là bây giờ tự nhiên qua các cái cuộc chiến đấu của nhân dân chúng ta từ đời Đinh Lê Lý Trần, tự nhiên bây giờ chúng ta có phát hiện ra có một bài hát nào đó của một cái chiến thắng trên sông Bạch Đằng chẳng hạn, trong thời đó, thì có lẽ bài hát đó bao nhiêu giá để chúng ta có thể trả được cái bài hát đó, bao nhiêu tỷ đô la để chúng ta có được bài hát như thế, và chúng ta không còn có được nữa. Nhưng bây giờ chúng ta đang có bài Hò Kéo Pháo, để 1000 năm sau con cháu chúng ta nó sẽ không phải hối tiếc, nó sẽ được nhớ mãi cái kỷ niệm về chiến thắng Điện Biên Phủ, và các bạn sẽ thấy được cái quý giá của cái bài hát Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân thế nào. Bác đã có những giây phút rất là xúc động. Chính vì vậy mà cháu muốn hỏi bác là ngay lúc này đây, cái cảm xúc của bác như thế nào khi từ đầu chương trình tới giờ được nghe lại những tác phẩm, những cái đứa con tinh thần của chính mình? Sau 60 năm đi trên một hành trình mà hôm nay tự mình mới lại nhận thấy rằng là nó có những cái như thế, một cái cách đối xứng hay là tương hỗ để làm cho cái tính cách của một tác giả hay là những cái thành tựu sáng tạo trong ngôn ngữ âm nhạc, thì tôi nghĩ là chính cái buổi hôm nay để tôi tự học được rất nhiều điều mới lạ mà nghĩ rằng trong 60 năm qua mình làm mà mình không bao giờ tính đến những cái đó, mà cứ mải miết đi hết chỗ này đến chỗ kia để sáng tác, thì đấy là cái cảm giác của tôi, thấy là nó đầy xúc động. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Vân. Nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều nhớ tới và đều thuộc bài hát này, đó chính là ca khúc Tôi Là Người Thợ Mỏ.
Nhắc tới bài hát này thì chúng tôi cũng muốn nói với quý vị một câu chuyện, đó là nhạc sĩ Hoàng Vân và nghệ sĩ Trần Khánh có một cái mối quan hệ hết sức khăng khít. Với bài hát Tôi là người thợ mỏ thì nghệ sĩ Trần Khánh đã đoạt được giải nhất của Hội diễn nghệ thuật toàn quốc năm 1962. Và thưa quý vị, bây giờ để tiếp nối chương trình, một lần nữa chúng tôi mời quý vị nghe lại ca khúc này với phần trình bày của ca sĩ Hoàng Tùng. Tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất mỏ. Trong những ngày cơ đó, bay trên núi bài thơ, núi bài thơ, núi bài thơ, sừng sững hiên ngang đứng giữa trời. Có nghe tiếng mìn nổ dây đất, con reo như tiếng trống trần, kia nghe tiếng mìn nổ như tiếng súng tung đồn. Ta đi khơi nguồn suối than, có than xuôi về bên. Ta đi nhen ngọn lửa nhiệt tình cách mạng. Mong than đã quên sao lời Bác gọi, nào đồng chí chúng ta ơi, ta tiến quân vào lò. Đêm đêm ngày ngày đi trong lò, ta lắng nghe đầy những tiếng thân yêu, những tiếng vọng từ khắp đất nước đưa về. Dưới hầm lò mà nghe gió làm sao, tiếng chỉ mõ trên cánh đồng lúa chín, tiếng trẻ thơ khắp xanh thế trường làng, tiếng còi tàu sớm mai rộn ràng như tiếng máy rung ngân ta. Thành công cùng mọi ngày nay lưu.
nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió, nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào xứng với tình em. Nhiều nẻo rác ơi, đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ nẻo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố biển thân yêu. Em hãy chờ hỏi anh nhiều, em đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi. Em hãy chờ hỏi anh nhiều, ngoài khơi xa kia có những gì kêu gọi. Dù nẻo ra khơi, anh biết rằng nếu ở cuối trời kìa có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu, hay có người thiếu nữ với đôi môi đẹp như san hô, cũng không bằng được em xa được em yêu. Nhưng em ơi, nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió, nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào xứng với sẽ nhổ nhau ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố biển thân yêu. Em hãy chờ hỏi anh nhiều, em đừng hỏi rằng vì sao anh ra đi. Em hãy cũng đừng nên hỏi, ngoài khơi xa kia có những gì kêu gọi anh. Nhổ nẻo ra khơi, anh biết rằng nếu ở cuối trời có những hòn đảo thần tiên đầy châu báu, hay có người thiếu nữ với đôi môi hồng như san hô, cũng không thể làm anh xa được em yêu. Nhưng em ơi, chàng trai
chưa từng qua sóng gió. Nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào xứng đôi. Vượt qua nhiều thử thách gian lao, có lẽ nào xứng với Hà Nội của tôi, trang sách khuya
thức vẫn sao đêm. Hà Nội của tôi, trí tuệ xanh và con tim bốc cháy. Con thương sáng trên con đường mà tôi đang bước đi. Hà Nội thủ đô, ôi đẹp sao mỗi một tên phố. Tôi vui lòng ta đến pháo hoa nhớ tháng năm qua. Một bản tình ca máu và hoa ngàn năm tươi sáng mãi. Ôi nơi đó có một người, người mà tôi mến yêu. Ôi nơi đó có một người, người mà tôi mến. Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học. Tuổi thơ của ông gắn liền với mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Từ cửa sổ ngôi nhà của ông, gió sông Hồng vẫn úp. Tâm sự với chúng tôi rằng ông không muốn tự nói nhiều về mình mà hãy để cho công chúng lên tiếng. Hãy để cho những bài ca của ông bay xa bằng đôi cánh vốn có. Trăng tung trời thác rơ, mái tóc trăng tung trời điều mùa. Em sinh ra đời mùa đẹp nhịp nhàng đẹp kiêu sa, ôi nàng thiếu nữ Tây Nguyên.
làm thơ. Tôi theo em vào cõi yêu, bóng đầy tràn Đà Lạt, mùi hương hoa thơm ngất ngây, tiếng thông reo thì thầm, dịu dàng lời yêu lưu luyến. Em theo tôi đi vào bóng giữa đêm trăng sao cánh bay thần kỳ, và tôi bốc cháy. Thương nhớ
công trường tập nập em thấy đâu vui quá. Đất chờ nước nước theo anh về, đất chờ nước nước theo anh về, cho Tây Nguyên thêm say, cho tình em thêm say, cho Tây Nguyên thêm say, cho tình em thêm say, cho Tây Nguyên thêm say, cho tình em thêm say, cho Tây Nguyên thêm say, cho tình em thêm say. Thưa bác, cháu cũng biết là hiện nay bác đang viết một bản giao hưởng được mang tên là bản giao hưởng trữ tình. Xin hỏi bác là bác gửi gắm điều gì trong tác phẩm này và đến khi nào thì tác phẩm sẽ hoàn thành ạ? Cũng có một vài bạn thơ hỏi tôi rằng đây có phải là bài gì của ông định kết thúc hay là định hạ màn hay gì không, mà không, tôi cũng không nghĩ thế bao giờ cả. Và tôi chỉ nghĩ rằng cái trải nghiệm ngôn ngữ văn chương thôi, chứ không phải là âm nhạc. Thì cái cuộc suy nghĩ của tôi ấy thì tôi quyết định là mình phải thiên về âm nhạc, cũng như xưa nay mình vẫn làm. Tôi viết một cái bài bản giao hưởng mà ở trong đó nó có đủ tất cả những thứ của trời đất, của vũ trụ. Nhưng mà trung tâm điểm của nó ấy thì nó lại là trái tim của con người. Cho nên tôi viết xong cái bản đầu thì 4 chương. Tôi nghĩ rằng thì cái sự thăng trầm của cái trái tim con người trong một lúc, thì nếu mà bây giờ mình đặt là cả một cái trải nghiệm, cả một đời của một tác giả hay một con người tự nhìn lại một vài cái gì đẹp của đời mình, kể cả những cái buồn cũng là đẹp. Thế thì tôi lấy tên bản giao hưởng đó là bản giao hưởng số 7, nhưng mà mang tên là bản giao hưởng trữ tình. Lyrica Sinfonia. Vâng, có nghĩa là bản giao hưởng đó, bản giao hưởng thấm đẫm tình, cái tình cảm đúng không ạ, của tình người. Vâng. Thủy hỷ nộ ai lạc ái ố dục, tất cả những cái đó, vui buồn ghét giận thương là nằm trong bản giao của hưởng chính đó. Mình của cái sự trải nghiệm của mình. Vâng. Kể cả những cái giờ phút thăng hoa nhất cũng như những cái sự giờ phút chịu đựng đến tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Vâng ạ. Của chiến tranh. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Vân. Trồng lúa cho quê hương, quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, từ hôm nay từ bàn tay xưa cây trong
đêm khuya em đã thức bao đêm dưới chiến hào dân quân nhiều trận có rằng chương trình Con đường âm nhạc ngày hôm nay không thể truyền tải hết tới quý vị tất cả các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, nhưng dù sao đó cũng chính là tình cảm yêu mến của khán giả yêu âm nhạc cả nước, của những người làm nghệ thuật gửi tới nhạc sĩ Hoàng Vân, một người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, những bài ca hết sức thân quen của không chỉ một ngành nghề mà còn có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống âm nhạc nước nhà đã khép lại chương trình Con đường âm nhạc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Hoàng Vân cùng người bạn đời yêu dấu của mình, cùng tất cả các vị khách mời bước lên sân khấu. Chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Vân đã tham gia chương trình hôm nay. Hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.
cảm ơn nhà tài trợ Eurowindow và Mailing Plaza. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cho ngày nay, cho ngày mai.